mình sẽ chia sẻ, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái lá giống hoa cúc nha. Đây là các loại hoa cúc các loại. Thì sau Tết này cũng như hoa hoàng thọ nè, hoa màu gà các kiểu thì hoa cúc cũng lấy giống sau Tết như thế này các bạn. Các bạn xem những cái này thì nó còn non nè. Còn những cái này hoa cúc nó già nè. Khô một tí nữa cũng sao. Nè các bạn thấy cái này không? Cái này để trồng nè các bạn, là lấy giống nè. Nhưng mà hầu như này khô chút nữa. Nhắc. Ở cái này cứ đem khô khô. Lãi ra. Lãi lấy cánh, lấy hết cánh. Nè, thấy cái này không? Cái này là để mà làm giống một chút nè các bạn. Nhưng mà phải già chút nữa, cái này đen đen chút nữa, này cũng còn non. Mà đây là phương pháp để lấy giống hoa để ung trồng á. Mà cái này phải đợi già già tí nữa nha, cái này còn non. Nhưng mà phương pháp là dành chỉ lấy, chỉ phương pháp thôi. Cái này là phải đợi già tí nha, nhưng mà phương pháp lấy là như thế này.